Hello cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính. Thì trước khi bước vào cái video này thì anh chị nhớ để lại giúp em một like, một đăng ký kênh cũng như là thả cho em một cái quả tim bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha anh chị, giúp cho nhiều anh chị nhờ tôi biết đến video này hơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì để không để mọi người chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng bước vào cái video nhận định thị trường ngắn gọn ngày hôm nay ha anh chị. Rồi. Thì hôm nay thị trường chúng ta là tăng 11.22 điểm, tương đương với mức tăng là 0.97%, đóng nến tại mức điểm là 1165.42. Thanh khoản của riêng sàn thành phố là 16.600 tỷ, thanh khoản ba sàn cộng lại là 19.300 tỷ, cao hơn so với phiên giao dịch ngày hôm qua một chút xíu. Và hôm nay thị trường chúng ta là tăng tới 11 điểm. Ok ha anh chị, thì với cái mức thanh khoản ở thời điểm hiện tại ở trên thị trường anh chị thì em thấy là thị trường hiện tại đang tăng điểm nhưng mà thanh khoản thì nó không có đồng thuận đi theo. Thì nhiều anh chị cũng sẽ thắc mắc rằng là thị trường tăng điểm nhưng mà thanh khoản nó không đi theo, liệu nó là tốt hay là xấu? Thì đối với cá nhân em ở trong giai đoạn hiện tại á, nó sẽ khác với giai đoạn ở bên này. Anh chị có thể thấy năm phiên giao dịch bên này không, năm cái cây nến bên này nè, là thị trường mình sáng đỏ chiều xanh, và đặc biệt là khi mà chiều nó xanh á, là do kéo trụ và đặc biệt là kéo ATC ha, thì kéo trụ và kéo ATC. Còn ở thời điểm hiện tại thị trường chúng ta vẫn tiếp tục tăng điểm, vừa lên vừa rung lắc, vừa lên vừa rung lắc, mặc dù là thanh khoản nó không có đồng bộ với số điểm mà thị trường tăng. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào tổng quan trên thị trường thì các nhóm ngành đều tăng rất là tốt, đặc biệt là nhóm mid cap, small cap hay kể cả là blue chip tăng đều rất là tốt và có cái sự đồng thuận lan tỏa giữa các cái nhóm ngành. Chẳng qua là bây giờ thị trường nó đang cố gắng nó kéo liên tục, đúng không? Thì anh chị thấy nó lên nè, xong rung lắc hai phiên lên, xong rồi có khi là phiên hôm nay lên mai lại rung lắc hai phiên xong lại lên. Thì trong những cái nhịp rung lắc vẫn sẽ có những cái nhóm ngành tiếp tục chạy. Thì khi mà thị trường nó cứ lên như vậy, nó không tạo nền tích lũy hoặc là nó không điều chỉnh về lại những cái vùng hỗ trợ thì nhiều anh chị nhà đầu tư lại không dám tham gia vào thị trường, cho nên đâm ra rằng là thanh khoản của thị trường nó không có quá lớn. Ok ha nhỉ, thanh khoản của thị trường nó cũng không có quá lớn, cho nên cái vấn đề này em thấy là chuyện hết sức bình thường. Cũng như là khi mà em trao đổi với mọi người về cái vùng tâm bão của thị trường là 115x cho tới 1160, thì khi mà thị trường nó lên chạm lên lại cái vùng loanh quanh là 115x cho tới 1160 thì bắt đầu xảy ra những cái nhịp rung lắc, bằng chứng là anh chị có thể thấy chúng ta có hai phiên rung lắc, đúng không? Và em nói rất là rõ trên livestream cũng như là trên room Zalo, em nói rất là rõ rằng là thị trường sẽ có những cái nhịp rung lắc, nhưng rung lắc với thanh khoản thấp thì sẽ là cơ hội để cho anh chị em mua vào, đúng không? Cơ hội để cho mọi người mua vào. Đó, em nói rất là rõ ha. Đây nè anh chị, nói liên tục luôn, thị trường rung lắc vốn bé là ok, không cần phải quá lo lắng, vẫn bám theo đúng hướng hồi sáng em chia sẻ. Không, chỉ cần không bị bán với vô lớn là thị trường vẫn an toàn. Đúng không nhỉ? Nào, 8:48 ngày hôm qua, nhịp này em nghĩ là thị trường sẽ vừa lên vừa rung lắc, chứ khó mà tăng dựng đứng. Quan trọng nhất là anh chị phải quan sát thanh khoản, chỉ cần không bị bán với thanh khoản lớn thì thị trường vẫn sẽ còn đi lên. Hành động trong giai đoạn này là ưu tiên nắm giữ cổ phiếu, việc mua mới sẽ ưu tiên cho các mã còn nằm ngay nền và chưa tăng quá nhiều trong giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là hạn chế mua các mã tăng dựng đứng mà không có nền tích lũy, ví dụ như là mã cổ phiếu Dabaco. Cái này là em lấy ví dụ thôi nha anh chị. Còn mua gia tăng thì rất là dễ, chỉ cần canh những cái nhịp rung lắc thanh khoản thấp thì cứ mua gia tăng thoải mái đối với các mã có sẵn ở trong danh mục. Nghĩa là trong suốt tuần đầu tuần từ cho đến thời điểm hiện tại là em vẫn khuyến nghị mọi người mua, hay là trong cái nhịp điều chỉnh vừa rồi của thị trường em vẫn khuyến nghị mọi người mua, rất ít khi khuyến nghị mọi người bán ra. Ok ha anh chị, và chúng ta có được những cái mã cổ phiếu ví dụ như là DigiWorld đã chốt lãi một phần, hay là trong giai đoạn trước đó chúng ta có GAC cũng đã chốt lãi được 40%, và em nghĩ là trong giai đoạn sắp tới anh chị hoàn toàn có thể quay lại đánh được mã cổ phiếu GAC. Em sẽ làm riêng một cái video có thể là để khuyến nghị mã cổ phiếu gác sau nha anh chị. Chúng ta đánh vòng 2 giống như đánh vòng số 2 vậy. Hồi vòng thứ nhất thì chúng ta đánh từ ở dưới đây chúng ta đánh lên 13.8, 14, quýnh lên tới tầm 19.5, 20 chúng ta bán ra lãi 40%, thì bây giờ có thể là canh nó chỉnh về hoặc là canh nó vượt lên lại, thì chúng ta sẽ canh chúng ta vào đánh lại gác vòng thứ hai, nói lại tình xưa. Ok ha anh chị. Đó, hay là có rất là nhiều những cái mã cổ phiếu trong giai đoạn gần đây, ví dụ như là DigiWorld rồi IDI hay là SBS, rồi hồi sáng ngày hôm nay là mới khuyến nghị mọi người vào Novaland, đúng không? DXS, DRH nè, rồi IDC thì lâu rồi đúng không? Rồi đất xanh nè, đó, mua đất xanh ngày hôm nay luôn nè. Rồi nhờ Masan thì mua hôm bữa giờ rồi, Masan thì hiện tại là có lời lâu rồi nhỉ. Hồi sáng này có khuyến nghị mọi người hai mã là ITC và Đạt Phương. Thì tuy nhiên là có ITC là vẫn còn nằm trong vùng mua, nhưng mà Đạt Phương là buổi sáng nó tăng luôn rồi thì cho nên là mình cũng không có mua kịp. Phải chi mà em để ý từ ngày hôm qua thì nó ok hơn rất là nhiều nha anh chị. Và nếu mà xét về mặt kỹ thuật đối với thị trường chung ở giai đoạn hiện tại á, là thị trường em nghĩ rằng là sẽ tiến lên lại cái vùng là quanh quanh 1180, tại vì thị trường chúng ta đã xử lý xong cái vùng tâm bão là quanh quanh 115x cho tới 1160 rồi.
đúng không anh nhỉ, đã xử lý xong rồi. À, trong cái video mà em có gửi đến mọi người vào hôm thứ ba đó, vào hôm thứ ba, video này nè, đi vào vùng tâm bão nè, các cổ phiếu có thể mua được nè là vào hôm thứ ba nè, ngày 11 tháng 7 nè, đúng không? Hay là mọi người có thể coi vào video hồi tuần trước nè, ngắn hạn liệu có vượt được đỉnh 1140 nè, năm nay kiểu gì cũng lên nè, rồi không việc gì phải sợ thị trường tiếp tục mua gom cổ phiếu ngày 5 tháng 7 nè, và còn rất là nhiều video phía dưới thị trường đã kết thúc điều chỉnh và xác nhận vào sóng nè, đúng không? Hay là anh chị có thể kiếm cái chữ mà siêu sóng á, anh chị có thể kiếm cái chữ siêu sóng, đúng không? Đó là anh chị ra ngay một cái video hồi 2 tuần trước, 2 tuần trước đó, cụ thể là vào ngày bao nhiêu, cụ thể là vào ngày 24 tháng 6. Vào ngày 24 tháng 6 muốn kiếm siêu lợi nhuận thì không nên bỏ qua siêu sóng lần này, các cổ phiếu tiềm năng đó, có rất là nhiều ha anh chị, rất là nhiều những cái mã cổ phiếu em đã có chia sẻ ở trong tầm khoảng 2 tháng độ lại đây. Phải thật sự là 2 tháng độ lại đây là em chỉ có khuyến nghị mọi người là chủ yếu nha anh chị, chủ yếu là mua, tất nhiên là có bán ra nữa nhưng mà đa phần là mua, mua vô xong rồi gồng thì chúng ta mới kiếm được một cái mức lợi nhuận lớn. Ok ha anh chị, thì ở thời điểm hiện tại thì em nghĩ là anh chị vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và chờ cái điểm chốt lời ở quanh cái vùng là 1180, cũng như là trả lời cái câu hỏi là gì anh chị, trả lời câu hỏi khi nào chốt lãi và ở đây là chốt lãi nha anh chị, chốt lãi ngắn hạn nha anh chị, chốt lãi ngắn hạn. Ok ha, chốt lãi ngắn hạn có nghĩa là anh chị chỉ nên chốt tầm khoảng 50% thôi, khi mà thị trường nó lên tới cái vùng là 1180 hoặc là lên được tới dựng đứng lên được 1200 á, thì anh chị chỉ nên chốt tầm khoảng loanh quanh là 50% danh mục thôi nha này, 50% danh mục thôi là ok lắm rồi đối với thị trường ở giai đoạn hiện tại, sau đó chờ một cái cú điều chỉnh của thị trường để chúng ta mua cover và lại. Và đặc biệt anh chị lưu ý trong tuần sau nha, tầm khoảng thứ năm, thứ tư, thứ năm tuần sau á, là ngày 19, 20 á, ngày thứ năm tuần sau sẽ là ngày đáo hạn phái sinh, cũng như là cuối tuần, cái tuần của cuối tháng 7 anh chị, cái tuần của cuối tháng 7 á, là sẽ có một cái sự kiện đó chính là Fed tăng lãi suất. Ok ha anh chị, thì ở thời điểm hiện tại là theo cái Fed Rate Monitor Tool á, là mọi người đang dự báo rằng là 93% là Fed sẽ tăng lãi suất 0.25% trong cái đợt tháng 7, thì cho thấy rằng là xác suất rất là cao là Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa, thì chúng ta sẽ cùng coi như thế nào, nhưng mà đó cũng là một cái sự kiện mà chúng ta cần phải quan tâm. Cho nên trong ngắn hạn nếu như thị trường tiến lại được cái vùng là 1180, quanh 1180 cộng trừ á, thì anh chị em có thể là cân nhắc chốt lại ngắn hạn. Lên tới cái vùng ở trên đó thì mọi người có thể là chia hàng ra chốt dần, từ 30 cho tới 50% tùy mã cổ phiếu. Ok ha anh chị, thì đó là cái vùng khi nào chốt lãi. Rồi cái tiếp theo đó chính là truy tìm siêu cổ phiếu lợi nhuận từ 30 cho tới 50%. Thì cái điều kiện mà để anh chị chọn lựa một cái siêu cổ phiếu á, chắc chắn anh chị không thể chọn những cái mã như Dabaco. Em lấy ví dụ thôi, em lấy ví dụ để cho anh chị nhìn cái mẫu hình đó. Anh chị không thể nào chọn một cái mã cổ phiếu giống như Dabaco, nó đã tăng dựng đứng từ cái nền thứ hai ở lên tới thời điểm hiện tại. Anh chị không thể nào vô mặt một cái mã cổ phiếu như Dabaco để kỳ vọng nó tăng thêm được từ 30 cho đến 50%. Hay là anh chị vô những cái mã cổ phiếu như SSI, anh chị kỳ vọng nó tăng thêm được tầm từ 30 cho tới 50%, là chuyện đó cực kỳ khó nha anh chị, chuyện đó cực kỳ khó, nó có thể nó sẽ xảy ra ở trong năm sau. Nhưng mà trước mắt là từ đây cho tới cuối năm thì anh chị kỳ vọng những cái mã cổ phiếu này tăng được từ 30 cho đến 50% là rất là khó. Nó có thể nó tăng được từ 10 cho tới 15% thôi, chứ 30 50% là không được. Rất là khó. Ok anh chị. Vậy thì những cái mã cổ phiếu nào, những loại cổ phiếu nào có thể mang lại một cái mức lợi nhuận từ 30 cho đến 50%? Thì bây giờ là em chỉ thấy có nhóm bất động sản. Và cái góc nhìn của em vẫn giữ nguyên như cũ, em không thay đổi nha anh chị, không phải là vì con sale nó giảm hay là vì em cắt lỗ con sale là em thay đổi quan điểm của em về nhóm bất động sản. Ngày hôm nay em vẫn khuyến nghị mọi người vào bất động sản, kể cả là mua gia tăng DIG khi vượt 21.7, mua gom cổ phiếu Novaland, hay là trong giai đoạn vừa rồi em vẫn khuyến nghị mọi người mua Phát Đạt rồi mua đất xanh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay hay là vài phiên giao dịch trước đó. Đó anh chị có thể thấy nè, đất xanh này đúng không, ngày đầu tháng 7 này có BDR Novaland mua gia tăng thêm là sale, đích đất xanh cũng vậy nè. Thì sale ở trong giai đoạn hiện tại là đang bị vướng cái phi vụ là phát hành thêm, cho nên tạo lập là đánh quá rác, thật sự là đánh quá rác chịu không nổi nè, cho nên là mới quyết tâm là cắt lỗ sale luôn để chuyển qua những cái mã cổ phiếu khác đánh, chuyển qua IDI, chuyển qua thép hoặc là chuyển qua một số mã bất động sản khác, ví dụ như là Phát Đạt hay là đất xanh hay là DIG hay là HDC. Đó, thì đó là những cái mã cổ phiếu mà có thể mang lại một cái mức lợi nhuận là từ 30 cho tới 50%. Thì cái đó em mới gọi là siêu cổ phiếu nha anh chị, siêu cổ phiếu. Hoặc là những cái mã cổ phiếu nhỏ nhỏ ví dụ như DRH này hay là DXS này, thì những cái mã cổ phiếu này dư địa nó mới còn nhiều, tại vì nó chưa tăng quá nhiều và thật sự nó chưa có một cái con sóng nào cho nó ra hồn hết. Ví dụ như anh chị nhìn những cái mã cổ phiếu như IDI đi. IDI là một trong những cái mã cổ phiếu hoàn toàn có khả năng là mang lại cho anh chị một cái mức lợi nhuận là 30%.
Nếu như mà nó chỉ cần nó lên đúng cái vùng target là tầm khoảng loanh quanh là 17 thôi, là cái mức lợi nhuận của nó cũng đang gần 30% rồi đối với cái mã cổ phiếu IDI. Thì đây là những cái mã cổ phiếu mà em sẽ truy tìm trong giai đoạn sắp tới, có được một cái nền tích lũy dài, chưa tăng quá xa cái nền cũng như là thậm chí là chưa vượt nền. Ví dụ như đất xanh là một trong những cái mã cổ phiếu bất động sản chưa vượt nền. Thì những cái mã cổ phiếu này chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng mang lại một cái mức lợi nhuận từ 30 cho đến 50% từ đây cho tới cuối năm. Ok ha gì? Hay là kể cả cổ phiếu như là DIG hay là HDC, anh chị có thể là quan tâm và để ý tới HDC. HDC đối với cá nhân em thì em nghĩ là HDC trong giai đoạn sóng tới nó sẽ về được tầm khoảng 4x. 4x. Và HDC ngày hôm nay cũng đã xác nhận là vào sóng, nổ thanh khoản và vượt nền. Thì thông thường một cái cây vol mà nó nổ to như thế này nó sẽ có những cái nhịp test lại. Nha chị, nó sẽ có những cái nhịp test lại đây. Thì anh chị có thể canh những cái nhịp test lại tầm khoảng từ 2 tới 3% là mình có thể là mình tham gia vào cổ phiếu HDC để mình kỳ vọng đánh vào một cái nhịp sóng sắp tới lên lại cái vùng loanh quanh là tầm khoảng 4x. Nha chị, lên tầm khoảng 4x. Trước mắt là nó sẽ lên được 38 39, sau đó nó sẽ lên được tầm khoảng 45 cho tới 46 đối với cổ phiếu HDC trong nhịp sóng sắp tới. Ok ha anh chị. Anh chị có thể là kéo xuống cái phần mô tả phía bên dưới để tham gia vào cái room Zalo về nhóm bất động sản. Thì trong cái room Zalo cộng đồng này là anh em chỉ đánh bất động sản thôi, thì anh chị có thể thấy nè, ngày hôm nay là có DRH có thể mua được nè, đúng không? Có phím lệnh DRH nè, xong rồi là ngày hôm nay cũng có Novaland gom Novaland nè, Novaland ITC nè, đúng không? Rồi thậm chí là ở trên room ngày hôm nay là cũng có Nam Long luôn. Đây, Nam Long lên kèo mua Nam Long lúc này là Nam Long chưa chạy và ngày hôm nay Nam Long đã tím, còn Đạt Phương là mua không kịp. Nhanh vậy, Đạt Phương là mua không kịp. Hay là kể cả DIG, khi mà DIG vượt 21.7 em cũng khuyến nghị mọi người mua gia tăng ở trên này. Thì room này là chỉ để dành cho đánh bất động sản thôi nha anh chị. Cho nên anh chị nào quan tâm thì có thể là kéo xuống dưới phần mô tả để có thể tham gia vào cái room Zalo này. Còn phần mô tả nằm ở đâu? Thì ví dụ như là đây là một cái video của em đi, anh chị bấm vô anh chị xem đúng không? Anh chị đang xem video của em đúng không? Thì anh chị kéo xuống đây, anh chị sẽ thấy cái chữ hiện thêm này, anh chị bấm đây thì nó sẽ có một cái room Zalo ở đây. Đó, thì anh chị có thể bấm vào cái đường link này để tham gia vào cái room cộng đồng đó. Và cái room đó chỉ để riêng đánh riêng bất động sản, sẽ có những cái mã đánh ngắn, sẽ có những cái mã đánh dài. Những cái mã đánh dài là những cái mã cổ phiếu mà em kỳ vọng là nó sẽ mang lại một cái mức lợi nhuận từ 30 cho tới 50%, hay tụi em còn gọi là siêu cổ phiếu, ví dụ như là Novaland, ví dụ như là đất xanh, hay ví dụ như là HDC, hay kể cả là cổ phiếu sale. Đó, sale thì em nghĩ là chắc phải sau chia thì nó mới cân bằng lại và nó mới mang lại một cái mức lợi nhuận từ 30 cho tới 50% đó cho anh chị được. Còn ở thời điểm hiện tại nó chưa chia thì em nghĩ nó sẽ còn dùng dần em nghĩ là sale nó sẽ cân bằng ở đây, sale nó sẽ cân bằng ở đây và giá sau và nó sẽ giữ nguyên cái vùng cân bằng ở thời điểm hiện tại để nó chia luôn nha anh chị, chứ em nghĩ là sale nó sẽ không có gãy được nữa. Đó thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ truy tìm cổ phiếu, truy tìm những cái mã cổ phiếu mà còn nằm ngay nền, chưa tăng quá xa cái nền. Ví dụ như VCG cũng sẽ là một cái mã cổ, em nghĩ là cũng sẽ là một cái siêu cổ phiếu trong thời gian tới. Nhưng mà nó cũng đã tăng được, tính là cái nền tăng lên thì nó cũng đã tăng được tầm khoảng 10% rồi. Nha anh chị, 10% rồi, thì nếu mà theo đúng sóng á thì con VCG này phải tăng được loanh quanh tầm khoảng 30%. Tại vì cái nền tích lũy của nó em đã hay chia sẻ mọi người, cái nền tích lũy từ 5 cho tới 7 tháng á, thì khi mà nó break lên á, nó phải chạy được từ 30 cho tới 50%. Chứ anh chị đừng có thấy nó chạy 5 7% rồi 10% cứ đem hàng ra chốt, đem hàng ra chốt. Nó phải chạy được 30 cho đến 50% nha anh chị. Ví dụ anh chị thấy con FTS không? Đây, đây là một cái nền tích lũy nè, từ tháng 12 cho tới tháng 3, một cái nền tích lũy tầm khoảng loanh quanh là 4 5 tháng đúng không? Thì khi mà nó chạy rất kinh. Hay là kể cả mã cổ phiếu VND cũng như vậy. VND anh chị thấy có nó có một nó cũng có một cái nền tích lũy rất là đẹp ở đây nè. Đó, một cái nền tích lũy rất là đẹp ở đây và khi mà nó bước vào sóng một cái nó chạy một cái bạch nó lên tới đây luôn, là nó chạy tầm khoảng hơn 20%. Đó là đối với những cái mã cổ phiếu mà có nền tích lũy rất là đẹp. Có nghĩa là anh chị muốn ăn dày á, anh chị phải kiên nhẫn một chút xíu. Và trong giai đoạn này á, em khuyến nghị mọi người là không nên bị một cái gọi là đứng núi này trông núi nọ. Ví dụ như ngày hôm nay bất động sản nó chạy, anh chị nhìn qua những cái mã cổ phiếu như IDI, anh chị cầm anh chị thấy nó không chạy, cái anh chị nản, cái anh chị bán IDI, anh chị qua đua bất động sản, mai bất động sản nó tích mai mai bất động sản nó tích lũy lại, nó lại đi ngang, cái xong rồi cái anh chị lại chán, xong tự nhiên tới cái lúc ID nó chạy cái anh chị lại bán bất động sản, anh chị qua ID, ID nó chạy xong cái anh chị nhảy vô, anh chị cái hành đi ngang cái bất động sản nó chạy. Ở cái tình hình nó là như vậy đó anh chị. Và em vẫn sẽ giữ nguyên một cái quan điểm là gì, năm nay kiểu gì nó cũng sẽ lên, chỉnh hay là rung lắc rồi cũng sẽ lên, nhóm nào cũng sẽ lên hết nha anh chị. Và chúng ta đừng có chống lại vĩ mô cũng như là đừng có chống lại xu hướng này. Em nghĩ là tùy giai đoạn mà chúng ta nên đi ngược đám đông, trong giai đoạn như thế này là chúng ta nên đi cùng với đám đông nha anh chị. Nào là vĩ mô bên trong và bên ngoài đều đang rất là tốt, lạm phát Mỹ đang giảm rất là nhanh và tháng 7 sắp tới, cuộc họp sắp tới sẽ là lần cuối cùng
Fed tăng lãi suất luôn, hoặc có thể là sẽ dừng tăng lãi suất luôn, và bắt đầu có thể là nếu sớm là cuối năm hoặc là qua 2024 là Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất, thì cái dòng tiền rẻ lại được bơm ra. Cái đó là bên ngoài. Trước mắt là ở trong nước chúng ta đang có những cái chính sách tiếp tục giảm lãi suất, chính sách nới lỏng, sắp tới là phải gọi là có khi là phải cực kỳ nới lỏng, giảm lãi suất cho vay liên tục, cũng như là nới room tín dụng, mặc dù là room tín dụng vẫn còn nhưng mà vẫn tiếp tục nới room để chuẩn bị cho một cái gì đó nha anh chị. Em nghĩ là đang chuẩn bị cho một cái gì đó, có thể là chuẩn bị cho những cái việc gọi là trả trái phiếu hay gì đó đó. À, thì cái vấn đề mà trái phiếu mà nó được giải quyết thì bất động sản chắc chắn mọi người là nó phải lên. Chỉ cần cái việc mà lãi suất cho vay được giảm, tiền nó chỉ cần nó đi ra bên ngoài được thôi là chắc chắn với mọi người các lớp tài sản nó sẽ lên. Thì trong đó là có cổ phiếu. Ok ha nè, và đặc biệt là cổ phiếu thuộc lớp tài sản, ví dụ như ngân hàng, ví dụ như bất động sản, chứng khoán, khu công nghiệp, đó là những cái mã cổ phiếu thuộc lớp tài sản nó cũng sẽ đi lên, và nền kinh tế sẽ dần dần phục hồi, bơm tiền ra để làm gì anh chị, để nền kinh tế nó phục hồi. Mà khi mà nền kinh tế nó phục hồi á thì những cái nhóm như xuất khẩu, dệt may, thủy sản, vận tải biển, tất cả các nhóm ngành nó đều sẽ phục hồi và đi lên hết. Có nghĩa là năm nay anh chị không nên chống lại xu hướng của thị trường và không nên chống lại cái vĩ mô. Đó, là kiểu gì cũng sẽ lên và nhóm nào cũng sẽ lên. Có thể là anh chị sẽ mua gì cũng sẽ thắng hết. Anh chị thấy phân đạm hóa chất nó cũng lên, cảng biển nó cũng lên, bây giờ dệt may nó cũng lên, mà thủy sản nó cũng lên. À, thì không có lý do gì chúng ta phải cần thiết chúng ta phải bị gọi là đứng núi này trông núi nọ. Ok ha anh chị, mà quan trọng nhất đó chính là anh chị phải phân bổ vốn mình ra, phân bổ cái tỷ trọng danh mục của mình ra. Mỗi nhóm ngành anh chị có thể là cầm một mã để cho mình đa dạng hóa danh mục, nhóm này tăng, nhóm này giảm thì có nhóm kia tăng nó bù lại. Nhưng mà tổng cộng lại là cái danh mục chúng ta đều tăng. Tại vì sao? Tại vì đây thị trường đang là trong một cái xu hướng uptrend và xu hướng tăng. Chỉnh là để đi lên chứ không phải chỉnh là để sập. Đó, nha nhỉ, thì đây là một cái cơ hội rất là lớn ở thời điểm hiện tại đối với thị trường của chúng ta. Và cái vấn đề này em đã nói xuyên suốt tầm khoảng là hơn một tháng trở lại đây rồi. À, và nếu anh chị nào mà có follow theo được những cái ý đó của em á, hay là follow được theo em tính á, thì đã có những cái thành quả rất là tuyệt vời. À, trong giai đoạn này thì phải công nhận thật sự là quá chủ quan với con sell. À, em quá chủ quan với con sell cho nên là bị dính xương con sell nó hơi nặng một chút xíu. 10 mã, 9 mã đúng mà dính xương con sell là cũng hơi nặng rồi. À, thì từ đây cho tới cuối năm sẽ còn rất là nhiều cơ hội để cho chúng ta có thể là gỡ gạc lại được cái phần mà chúng ta đã mất đối với con sell. Ok ha này, hay thậm chí là sau chia nếu như mà anh chị muốn phục thù thì em sẽ tìm cách để bước chân vào lại con sell để phục thù chung với mọi người. Ok ha này. Đó. Thì những cái mã cổ phiếu, những cái nhóm ngành, những cái mã cổ phiếu mà em thấy trong giai đoạn này em sẽ quan tâm như là bất động sản này. Chứng khoán thì bây giờ chỉ dành cho những anh chị nào có hàng thì nắm thôi. Chứng khoán thì bây giờ mua nó cũng khó rồi, chứ không còn như lúc trước nữa. Bây giờ giống như nhóm chứng khoán là nó chạy hết kỳ vọng rồi. Nó chạy hết kỳ vọng rồi. Thì bây giờ nó sẽ tới một cái giai đoạn là chỉnh lại tích lũy rồi sau đó mới tiếp tục có sóng mạnh được. Nó vẫn sẽ lên nhưng mà nó sẽ lên không được mạnh. Đầu tư công vẫn rất là hấp dẫn nè. Vật liệu xây dựng nè, bao gồm có cả thép trong đó nè. Rồi những cái nhóm ngành như là anh chị kỳ vọng 6 tháng cuối năm là có thủy sản, có dệt may, có bán lẻ, có phân đạm hóa chất. Đó là những cái nhóm ngành mà anh chị nên quan tâm. Đặc biệt anh chị có thể là quan tâm tới phân đạm, có thể quan tâm tới thủy sản. Dệt may thì nó có thể nó sẽ hơi chậm chạp một chút xíu. Và bán lẻ thì hiện tại nó đã tăng cao rồi, thì đối với nhóm ngành bán lẻ thì em nghĩ là nên đợi nó điều chỉnh rồi chúng ta sẽ vào. Còn nhóm bán lẻ thì bây giờ nó đã tăng cao rồi. Ví dụ như DG World là tính từ cái lúc em khuyến nghị ở thời điểm ở cái lúc mà quanh giá tầm 40.x á, là bây giờ nó đã lợi nhuận là hơn 20% rồi. Cho nên là chúng ta cũng không nên tham gia vào cái nhóm bán lẻ nữa, mà hãy chờ công bố báo cáo tài chính quý 2, sau đó có thể là sẽ gặp những cái áp lực chốt lời điều chỉnh xuống thì lúc đó chúng ta sẽ tham gia trở lại sau. Ok ha anh chị. Ở giai đoạn hiện tại thì em vẫn sẽ ưu tiên mua mới hoặc là mua gia tăng thêm. Mua gia tăng thêm thì dễ rồi, mua gia tăng thêm thì mua các mã có sẵn trong danh mục. Nhưng mà những cái mã nào có sẵn trong danh mục của anh chị, ví dụ như DG World là rất khó mua thêm nha. Những cái mã này anh chị có nhiều thì đánh nhiều thôi. Thì mua thêm cũng phải chú ý tới những cái mã cổ phiếu là coi nó đã có tăng mạnh hay chưa, nó có nền tích lũy hay không, và nó có tăng dựng đứng hay không. Nếu nó có tăng dựng đứng thì thôi. Và đặc biệt mua mới là anh chị nên mua những cái mã còn nằm ngay nền, nằm ngay hỗ trợ và chưa tăng quá nhiều trong giai đoạn vừa rồi. Em lấy ví dụ như IDI, lấy ví dụ như là VCG, hay lấy ví dụ như là GET nếu có test lại, hay là lấy ví dụ như là HDC ngày hôm nay chỉ mới nổ vượt nền và canh những cái nhịp test lại để mình mua. Ok ha, thì đây là những cái mã cổ phiếu em lấy ví dụ để cho anh chị hiểu được cái mẫu hình, những cái mẫu hình nào mà chúng ta nên mua mới. Ok ha, kỳ vọng là trong giai đoạn sắp tới từ đây cho tới cuối năm, thì em vẫn kỳ vọng là chúng ta sẽ kiếm được những cái mã cổ phiếu có mức lợi nhuận từ 30-50%, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm đồng hành và làm việc với nhau trên thị trường chứng khoán. Ok ha anh chị, quay về lại thị trường thì em nhắc lại một chút xíu, cái vùng chốt lời ngắn hạn của chúng ta là 1180, quanh quanh cái vùng là 1180 nha anh chị. Thị trường mà nó cứ tăng điểm với vol thấp như này là nó cứ tăng hoài,
nó vừa lên vừa rung lắc, vừa lên vừa rung lắc, vừa lên vừa rung lắc. Chỉ khi nào xuất hiện một cái phiên bị bán với thanh khoản lớn á, thì lúc đó mới là sợ. Còn nếu mà thị trường vẫn duy trì với một cái mức thanh khoản như thế này á, thì em thấy là bình thường. Và thậm chí là trong tương lai, thị trường mình thậm chí là sẽ có những cái phiên giao dịch 1 tỷ rưỡi, 2 tỷ đô là chuyện bình thường. Tại vì từ đây cho tới cuối năm, một cái lượng tiền khổng lồ sẽ được bơm ra ngoài, và thời kỳ tiền rẻ bắt chính thức bắt đầu. Nha đi, thời kỳ tiền rẻ chính thức bắt đầu. Đây chỉ là mới là cái sự khởi đầu thôi. Ngắn hạn có thể là thị trường lên được những cái vùng đỉnh, đúng không nhỉ? Bắt đầu tìm tới những cái vùng đỉnh. Nhưng mà về xét về mặt xu hướng trung và dài hạn, thì đây chính là vùng đáy của thị trường Việt Nam. Đó, anh chị em mong rằng là anh chị nhìn thấy được những cái xu hướng đó và nhìn thấy được những cái góc nhìn đó. Ok ha anh chị, từ đó chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và đồng hành với nhau lâu dài hơn. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này nha. Anh chị nào đang tìm kiếm một cái người đồng hành, một cái người tư vấn trên thị trường, hoặc là quan tâm tới room Zalo, room khách hàng của em Tính á, thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số Zalo trên màn hình. Anh chị chỉ cần mở một cái tài khoản VBS, hoặc là đang giao dịch bên VBS thì có thể là chuyển ID về em, để chúng ta có thể là làm việc và đồng hành cùng với nhau trên thị trường chứng khoán, cùng nhau tìm kiếm những cái siêu cổ phiếu mang lại một cái mức lợi nhuận 30 cho đến 50% ở trong những cái nhịp sóng sắp tới, hoặc là thậm chí là trên cả một cái chặng đường đầu tư. Ok ha anh chị. Năm nay sẽ là có một cái siêu sóng, thậm chí là cái sóng này nó sẽ có kéo dài được tới 2023 cho tới 2024. Ok ha anh chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Có gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em Tính ha. Bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người trong cái buổi livestream vào tối ngày hôm nay.